Mình là Linh, một cô sinh viên vừa tốt nghiệp trường Đại học Việt Pháp. Khi mà mình còn đang mông lung suy nghĩ về dự định tương lai, liệu mình nên tìm một công việc ổn định ở Việt Nam hay mình nên thử thách khám phá bản thân và theo đuổi ước mơ, thì cuộc gặp mặt và sự may mắn ngày hôm đó đã giúp mình nhận ra điều mình mong muốn bấy lâu nay là gì. Wow, mình đang ở đâu đấy? Mình có thể nhìn thấy tương lai sao? So I think that's our research plan. So I hope in the coming 2 years we will get to somewhere in the final destination. And I think you will have a happy life here, and I hope you can. NCSU có rất nhiều môn học dạy bằng tiếng Anh. Tất cả các thầy cô ở NCSU và OIA đều có thể sử dụng tiếng Anh trôi chảy và luôn nhiệt tình giúp đỡ sinh viên quốc tế. Thế nhưng, để hòa nhập với một môi trường mới khi mà mình không biết tiếng Trung lại là điều khó khăn nhất đối với mình. Liệu mình có nên hỏi mọi người đang nói gì với nhau không nhỉ? Hay là thôi đi. Rào cản ngôn ngữ đã khiến mình cảm thấy thật khó để làm quen với bạn mới. Và đã có lúc mình từng nghĩ hình như mình không thuộc về nơi này. I hope we'll see something exciting very soon. And by the way, there were some earthquake recently. And so if you feel unsafe, please try to find a stable furniture that you can hide below so you feel. But actually it's Yo, the member in the lab, who mentioned to me that you have never experienced earthquake before, so I think you probably will be worried when you encounter one. So I think that's very important that people care about each other. It's really touching because recently I feel a little bit difficult to make friends with a new one, even our lab, right? So when hearing that, it really touched me. Yeah, well, I can imagine because usually the first few months is already difficult. Plus the language barrier, it's not easy for everyone to overcome. But I think because you have a nice personality and people in the lab are kind, so you will get used to each other in a few months. And I hope this place and NCSU will become like your second home in a long. Sau những nỗ lực, mình đã có những người bạn mới, không chỉ đến từ Đài Loan mà còn đến từ những đất nước khác trên thế giới. Mọi người trong phòng thí nghiệm cũng trở nên thân thiết với nhau hơn. Giờ đây, họ không chỉ là đồng nghiệp mà còn như những người anh, người chị. Và đây chính là gia đình thứ hai của mình. Và mình nhận ra rào cản ngôn ngữ không phải là điều khiến mình khó làm quen với bạn mới. Ngôn ngữ chỉ là một công cụ. Điều quan trọng nhất chính là ở bản thân mình. Mình cần phải mở rộng trái tim để đón nhận mọi thứ xung quanh. Mình đang sống và làm những điều mà mình hằng mong ước với sự giúp đỡ của thầy, và đặc biệt hơn là được làm việc cùng với những người có chung niềm đam mê về khoa học. Mình đã có cơ hội được học tập và làm việc như một nhà nghiên cứu. Đối với mình, việc luôn tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi mới trong quá trình làm thí nghiệm và nghiên cứu chưa bao giờ khiến mình ngừng yêu và đam mê nghề này.
Chú ơi, chú quên sách. Are you calling me? Yes. Thank you very much. So you are not Vietnamese? No. So I'm actually from Taiwan, from the university called the city. Sau cuộc gặp mặt may mắn ngay hôm đó, mình đã nhận ra điều mình thực sự mong muốn là gì. Mình quyết định chọn NCSU là nơi giúp mình chắp cánh theo đuổi ước mơ trở thành một nhà nghiên cứu khoa học. NCSU, new page of my life.